Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nồi một món ốc. Bây giờ mình sẽ đập ốc ra và mình sẽ lấy cái ruột bên trong và mình đem đi nướng. Đây là một con ốc bươi, là ốc bươi vàng. Bây giờ mình sẽ đập nó ra. Mình phải lọc sạch những cái da, cái trứng này. Mình ăn cũng được, không nên ăn cũng được. Mình sẽ đập tiếp. Miếng ốc này hơi sả chút. Mát ở đây hơi cứng một xíu. Sao mà nó dai vậy? Hai con rồi. Sao giờ mình đã đập được chừng này con? Bây giờ mình sẽ ướp gia vị và mình sẽ lưu tre, dụ tre vào, mình sẽ bắt con lên nướng. Sẽ để trong vòng 15 phút cho nó thấm rồi mình sẽ đem lên nướng. Trong khi chờ đợi những con ốc vừa lọc vỏ ra thì mình sẽ tái những con này và bỏ vào lò lửa cho nó chín. Bây giờ con ốc nó đang xì nước của nó ra. Này giống như nó đang sôi vậy nè. Hồi nãy mình lồm là cái vỏ, cái nát này nè, nó đại lại. Thì trừ nó hở ra. Nãy mình lồm cực. Có con mà con ốc nó gian mình xuống hậu. Nó keo quá đi mà. Bây giờ mình sẽ nụ những con ốc này vào. Rồi mình sẽ đem đi nướng. Mình
phải giấu cài thiệt thiệt là nhậu để mình mới lui được vào này. Sắp sư sư cho nó chín dễ chín hơn. Lúc mình cầm cái con ốc này phải rửa sạch tay nè. Cao quá các bạn ơi, bởi vì con ốc này rất là nhiều chất nhờn. Ví dụ thế cái nhờn là em nó vô sẽ có chất nhờn. Đây là lần đầu tiên mình làm cái món như thế này. Bây giờ mình sẽ rắc ốc lên và nướng. Nếu mà mình nướng lửa lộn á, lửa ngầu á thì nó sẽ khét khét và không ngon như lửa than. Giờ mình sẽ gắp con ốc mới nã mình vừa nướng. Mình sẽ bỏ ra vị ốc rất là thơm. Gừng và mì chanh hơi chua chua. Cái này nó chín rồi, bây giờ mình sẽ lấy lên ăn và mình sẽ nấu một bữa nó như thế nào cho có mùi. Bây giờ mình sẽ rút cái này ra. Wow, nó rất là thơm. Không biết nó có ngon. Chúng mình phải là chấm thêm. Bữa nào ngon hơn nữa mình hả? Chắc cầm tiền của họ.